Trương làm gì đây? Xem cái góc cành cạch đi kia. Ôi giời. Ôi thấy các bác bảo là Innova Toyota nó lầu đồng cối đá xem là nó có. À ôi giời, nay đinh phá xem có hỏng nghe à. Không có hỏng không. Ôi giời, nói chung là dòng này thì thoải mái nhỉ. Công nhận cái dòng này thân vỏ là cứng thật đấy nhỉ. Con này là Innova đúng không chị? Innova đây, hôm nay về thêm cho các bác đời hẳn cao luôn nhá. Bữa trước chỉ có một đời nẻ thôi. Này đời 25. 25 luôn rồi. 25. Số sàn gốc Thái Nguyên các bác nhé. Lên cả màn hình luôn rồi. Lên màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Đấy các bác về là sẵn sử dụng thôi. Máy xăng. Chân thì số sàn bản 2.0. Nhìn vô lăng mê mê cơ, tí xăng kia quay vô lăng cho các bác xem quá mê luôn. Được mệnh danh là một chiếc xe 7 chỗ ngồi trong dòng top 1 của dòng xe 7 chỗ này, vừa đi gia đình, vừa đi dịch vụ. Hơn thế nữa cái mức tiêu hao nhiên liệu khá là hợp lý. Nên các bác có thể cân đối đi. Bao nhiêu chị? 2.0 thôi em nhé. 2.0 thì không biết là ăn xăng như thế nào. 78 lít trên 100 km. Đấy, 78 nhìn này. Trần lì zin, ba hàng điều hòa nhá, ngồi hàng ghế nào cũng không sợ bị nóng đâu. Đấy, 7 chỗ ngồi. Còn đẹp phết nhỉ. Ghế đẹp. Form đấy, 2015. 2015 em này lên đèn vuông phía sau rồi nhá. Đấy, form khác rồi. Cảm biến thì em này có hai mắt cảm biến phía sau. Và đặc biệt là hàng ghế thứ ba có thể gập xuống nếu như bác nào không cần dùng đến ba hàng ghế. Con này mà đi hai hàng mà gập ghế này thì cốp thoải mái được đồ cốp luôn chị nhỉ. Luôn các bác vừa có thể chở đồ vừa có thể chở hàng nhá. 2015 giá chỉ loanh quanh hơn 4 đồng tí thẹo thôi. Gốc và vẫn còn nguyên biển số nhá. Vừa rồi rửa giấy chị bỏ ra thôi. Còn vẫn còn nguyên biển số em này gốc Thái Nguyên. Số đó, sàn hàng rất phù hợp bác nào nhà đông con này, đi dịch vụ này, đấy, cột kèo keo chỉ máy số gì hết. Tầm này thì cũng nhanh thu hồi vốn đấy nhỉ. Đúng rồi, tầm này đòi nó cũng không quá cao lắm mà cũng không quá thấp. 410 triệu. Bao rút vô năng sơ. Đẹp thế nhỉ. Đấy, xem xe không chỉ nhìn về máy số, động cơ hay tất cả những chi tiết mà con nhìn luôn vô lăng cho em này. Nó phải đẹp, không bị bóng, không bị mòn. Màn hình to đầy đủ rồi. Quan trọng là máy số zin, không bổ xẻ các bác nhé. Toyota Innova được mệnh danh là nồi đồng cối đá rồi. 2015 nhưng giá chào cho bà con nhà mình chỉ 410 triệu thôi, bao cả rút hồ sơ. Đến xem xe, nếu như chưa thật sự tin tưởng nhá, em Hương bao tách hãng toàn quốc, chỉ định tại nơi mà anh chị em nhà mình, cô gì chú bác nhà mình đang sinh sống nhá. Nếu như ở Hà Nội, em sẽ bao tách hãng toàn quốc trên khu vực Hà Nội. Con này giá này thì có bao rút hồ sơ không chị? Bao rút hồ sơ, đăng kiểm mới hoàn toàn cho các bác nhà mình. Nếu như trừ khu vực Hà Nội vì em này là biển 20, những khu vực tỉnh khác thậm chí em sẽ bao luôn cả sang tên nhé. Nếu bác nào thật sự thiện chí và yêu quý em Hưng ô tô Hải Dương các bác nhé. 410 triệu đồng, bao hồ sơ, bao luôn vào tên nếu như đối với bác các tỉnh ngoài nhé. Còn nếu như Hà Nội thì em xin phép hỗ trợ một nửa thôi. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp em Hưng tư vấn ạ.